chào quý vị và tất cả các bạn. Thật là vui mừng, sung sướng khi hôm nay tôi lại đứng ở đây là người dẫn chương trình trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, một chương trình đã trở nên vô cùng quen thuộc của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Trước hết, chúng tôi xin thay mặt những người làm chương trình xin cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Và thưa quý vị, hôm nay sẽ là một chương trình đặc biệt. Và chúng tôi đã mời đến trường quay ba gương mặt rất tài năng và thân thiết đối với tất cả chúng ta. Đầu tiên tôi muốn giới thiệu đó là diễn viên Minh Tiệp. Và tiếp theo là nữ ca sĩ Khánh Ly. Diễn viên trẻ rất tài năng Chí Nhân. Anh Tiệp này tôi phải giới thiệu anh đầy đủ sẽ là như thế nào, bởi vì tôi giới thiệu anh là diễn viên hình như không đủ lắm. Vâng, có lẽ tôi là diễn viên thôi. Không, anh còn làm nhiều việc khác nữa mà nhiều người ngưỡng mộ, mà cả tôi cũng ngưỡng mộ cơ. Họ mà ngưỡng mộ tôi một thì chắc là phải ngưỡng mộ anh Xuân Bắc 10. Không, anh tôi Xuân Bắc là nhiều nghề lắm. Tôi toàn trẻ em nó thích. Tôi thì toàn em trẻ thích. Thế đấy, hay ở chỗ đấy, hay nhất ở chỗ đấy. Vâng. Người bên cạnh bạn là Khánh Ly. Khánh Ly, dạo này công việc bạn thế nào? Lời đầu tiên Khánh Ly xin gửi tới anh Xuân Bắc cùng ba người chơi và tất cả quý vị khán giả trong trường quay cũng như quý vị khán giả yêu mến chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Vâng, và để tiếp nối câu hỏi của anh Xuân Bắc thì Khánh Ly xin trả lời là cái thời gian gần đây thì Khánh Ly đang tập trung cho một dự án mới về âm nhạc cũng như là tập trung cho việc giảng dạy của Khánh Ly tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Vâng, bên cạnh Khánh Ly là Chí Nhân. Chào anh. Có rất nhiều bạn trẻ yêu thích bạn. Bạn đóng phim rất là hay. Thưa quý vị, và nếu như quý vị có thời gian đến nhà hát kịch Hà Nội thì nơi đó Chí Nhân cũng diễn những vở kịch rất là tuyệt vời. Và bạn ấy bây giờ đang được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ rất là tài năng và đầy triển vọng. Cảm ơn anh Xuân Bắc đã dành những lời có cánh cho Nhân. Gần đây nhất thì Chí Nhân vừa mới hoàn thành được mục tiêu lớn nhất của mình trong năm nay. Đó là Chí Nhân giành được huy chương vàng tại cuộc thi tài năng sân khấu trẻ toàn quốc. Và đó cũng là một cơ hội duy nhất của mỗi diễn viên kịch nói chuyên nghiệp trong đời là chỉ được thi một lần thôi. Vâng. Thưa quý vị, ba người chơi trong chương trình đặc biệt hôm nay, Chí Nhân, Khánh Ly và Minh Tiệp, hy vọng rằng họ sẽ bình tĩnh, tự tin, giành điểm thật cao. Còn bây giờ, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để bắt đầu chương trình. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ nhất của Đuổi Hình Bắt Chữ. Phần thi thứ nhất của chúng ta, phần này được coi là phần knockout. Chí Nhân có lo không? Em nhìn anh Xuân Bắc thấy lo rồi. Nhìn tôi lại thấy lo, tôi đang đứng về phía các bạn đấy. Còn anh Minh Tiệp? Tôi nhìn thấy Ly tôi lại thấy lo. Ly thấy thế nào? Thì có nghĩa là Ly sẽ bị loại ạ. Tức là lo là lo cho là bạn lo ấy. Lo là Ly loại tôi. Đúng rồi. Chứ phải... Vừa xinh vừa thông minh như này. Nào, các bạn sẵn sàng vòng thi thứ nhất chưa? Sẵn sàng nhá. Quý vị khán giả, đặc biệt là khán giả trường quay, dành một tràng vỗ tay thật lớn. Hôm nay là chương trình đặc biệt, tràng vỗ tay vừa rồi là để cổ vũ ủng hộ cho Chí Nhân, Khánh Ly và Minh Tiệp. Đặc biệt là ủng hộ cho quyết định của ban tổ chức chúng tôi. Là nếu như một trong số ba bạn qua vòng 1 mà bị loại thì cũng chẳng vui vẻ gì. Cho nên chúng tôi quyết định bỏ qua vòng 1, mời ba bạn vào vòng 2 luôn. Các bạn sẵn sàng không? Wow, hay. Em không nói ngay từ đầu đi, em căng thẳng từ đây đến giờ. Cứ bình tĩnh thôi, chúng ta là ở trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Nhiệm vụ của các bạn: đuổi theo hình và bắt chữ. Nếu hình nào khó quá bị đổi chỗ bắt hình. Không, phải nghe lời gợi ý của tôi. Và hãy nhớ, khi nghe tôi thì đừng tin tất cả. Như vậy là bắt đầu chúng ta bước ngay vào vòng 2. Vòng 2 luật của chúng ta như sau: có 10 miếng ghép. Mỗi miếng ghép là một hình, mỗi hình là một câu. Nhiệm vụ của các bạn: đuổi hình, bắt chữ. Sẵn sàng? Rồi, sẵn sàng. Rồi. Quý vị dành một tràng vỗ tay để bắt đầu. Đây là gì? Các bạn nhìn thấy cái gì ở đằng sau không? Chai.
À đúng rồi, cái hạt kia thì nó là gì? Ngọc. Đúng. Mũi tên chỉ vào. Hãy nhìn giới tính. Mời chị Nhân. Ngọc nữ. Đáp án chính xác, ngọc nữ. Đây là một từ cổ trong văn chương, ý chỉ người phụ nữ được ví như tiên nữ. À, ngọc nữ đôi khi là bây giờ các báo cũng hay dùng ngọc nữ như là cô gái xinh đẹp, con nhà quyền quý giàu sang. Cành vàng lá ngọc. Cành vàng lá ngọc đấy, ngọc nữ. Chí Nhân, chúc mừng bạn với 300.000 đồng tiền thưởng. Với anh em diễn viên chúng ta mà sau đêm diễn có 300 mà làm nồi lẩu là oách rồi đấy. Tiếp theo, miếng ghép thứ hai, xin mời. Hình này không dễ. Một sinh hoạt không thể thiếu trong mỗi dịp tế thần hoàng làng và trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. À, vừa rồi là hát đúng không ạ? Đúng. Không có hát. Anh nghĩ nó là gì thì tùy anh cứ hỏi lại tôi. Ở đây là chùa hát hát. Không đâu, bình tĩnh, đây không phải là chùa. Đình. Ờ đúng rồi, đình. Mà vừa rồi là hát. Đúng rồi. Mà lại đứng trước cửa đình là hát. Đúng. Cửa đình. Hát cửa đình. Đáp án là hát cửa đình, chính xác. À. Hát cửa đình. Gửi bạn Minh Tiệp một nồi lẩu. Và còn nhân là lẩu rồi tôi đi anh em góp. À gom vào à? Gom rồi. Không biết Khánh Ly thế nào, góp cỗ chứ nhỉ? Đang run quá anh ạ. Ly chỉ cần có mặt có là mặt xong rồi. Ừ, đúng rồi, Ly góp mặt là xong rồi. Miếng ghép thứ ba. Nghĩa bóng thì là trách cứ ai đó một cách nhẹ nhàng. Đây là những cơn gì? Nó rẽ về đâu? Nhấn chuông. Vâng, mời Khánh Ly, hai từ. Phải gió. Phải gió, chính xác. Đồ phải gió đấy, trách cứ một cách nhẹ nhàng. Ờ, mà đúng là ngôn ngữ Việt Nam mình rất là hay nhá. Cũng một từ nhưng mà dùng những hoàn cảnh khác nhau, những ngữ điệu khác nhau thì hoàn toàn mang cái ý nghĩa khác nhau. Thế nó mới nguy hiểm anh ạ. Ờ, thế nó nguy hiểm. Nhầm nhau nhiều lắm. Phải gió. Phải gió. Phải gió cái nhà anh này. Hả? À, đúng không? Đồ phải gió, đúng không? Toát ngoài ra hồi. Sao bị sao? Toát hết mồ hôi. Không khéo là phải gió đấy. Phải gió cũng là một cách mà người xưa nói về việc mình bị cảm. Tôi bị trúng gió hay tôi bị phải gió. À, chính nó đấy. Mời bạn. Bạn cứ giữ lấy, còn đến với chúng tôi là được. Nào. Miếng ghép thứ tư. Ba từ. À, áo chim cỏ. Theo bạn áo chim cỏ là áo như thế nào? Là áo anh mặc. Áo này là hoa. Hoa, hoa. Anh sở trường chim cỏ. Đáng ra gợi ý này nên để hình anh xuất Bắc là đủ rồi. Áo chim cò là đáp án chính xác. Chúc mừng chị Nhân. Miếng ghép tiếp theo. Việc cánh đàn ông hay thực hiện. Bạn Minh Tiệp. Chén chú chén anh. Chén chú chén anh, đáp án chính xác. Chén chú chén anh. Ăn uống chè chén thân mật với nhau. Chúc mừng Minh Tiệp. Tiếp tục. Xin mời Khánh Ly. Em đoán là sổ số cào. Theo bạn sổ số cào là như thế nào? Tại vì em thấy sổ có số, một cái vé số và hai cái tay đang cào cào thì em nghĩ là sổ số cào. Sổ số cào thỉnh thoảng chơi cũng vui hết. Hết tiền lúc nào mà không biết đấy. Sổ số cào. Chúc mừng bạn. Miếng ghép thứ 7. Mời chị Nhân. Trèo trống ạ. Chưa chính xác. 10 giây dành cho Khánh Ly và Minh Tiệp.
5 4 3 nhìn thấy cái gì kia? Giới tính 2 1 một danh từ. Hết giờ. Nào, trí nhân nói gì nhỉ? Trèo trống. Trèo trống, vì sao bạn lại đoán thế? Có mái trèo và con gà trống ạ. À, mái thì có máu. Thế thì trèo mái à? Mái trèo. Mái trèo. À, đúng rồi. Là mái trèo. Mái trèo, chính xác, vỗ tay cho Minh Tiệp. Cảm ơn. Đừng quan trọng nó có màu mà quan trọng nó là cục tác kia kìa. Mái trèo. Đúng rồi. Vâng, Minh Tiệp đã rất chính xác giúp tôi đưa ra đáp án và bạn không giành được tiền thưởng. Hết giờ. Anh Xuân Bắc làm tôi sướng hụt quá. Miếng ghép thứ 8. Ai trong số chúng ta hầu như cũng làm. Đây là gì? Mời chị nhân. Đáp án là lên mạng. Lên mạng, đáp án chính xác, lên mạng. Hay. Hay không? Hay quá. Lên mạng, từ để chỉ hành động tham gia vào mạng xã hội trên Internet. Chúc mừng chị nhân. Miếng ghép thứ 9. Xin mời chị nhân. Từ trường ạ. Từ trường. Tôi đang định đoán là từ trường, chuẩn luôn. Không đúng, bởi vì tôi chưa công bố thì anh Tiệp hoàn toàn có thể nói. Khánh Ly định đoán là gì? Em thì chỉ đoán được là đến trường. Đây, đáp án chính xác là từ trường. Chúc mừng chị nhân một lần nữa. Từ trường là môi trường vật chất đặc biệt sinh ra quanh các điện tích chuyển động hoặc do sự biến thiên của điện trường, hoặc có nguồn gốc từ các moment lưỡng cực từ nam châm. Chúng ta đến với miếng ghép nhỏ cuối cùng. Miếng ghép thứ 10 trong phần thi này. Xin mời các bạn tập trung nào. Nhìn. Chi tiết từ 10 kìa. Xuống kìa. 1. Ở trên là những túi gì? Cái này bạn Khánh Ly là... Xin mời bạn Minh Tiệp. Hạ giá. Chưa chính xác. Giảm cân. Chưa chính xác, chỉ được trả lời một lần, còn 10 giây. Xin mời chị nhân. Trà giảm cân. Trà giảm cân, đáp án chính xác. Quên mất không hình được. Bạn Khánh Ly có dùng trà này bao giờ chưa? Có, em cũng đoán ra rồi nhưng mà ấn muộn quá. Chị nhân ơi, em làm thế chết em ạ. Không nhìn bạn nữ tí nào. Ừ. Tay chân thế. Ừ, đánh máy nhanh lắm. Ừ. Đánh máy. Trà giảm cân, đáp án chính xác. Chúc mừng chị nhân. Minh Tiệp đang có 600.000 đồng. Khánh Ly, bạn đang có 600.000 đồng tiền thưởng. Và Trí Nhân rất tài năng đang có 1.500.000 đồng. Bây giờ tôi hỏi, cũng vẫn là Minh Tiệp, anh thấy phần này của chúng ta thế nào? Quá hay, rất là thú vị. Tôi phải nói rất là chân tình là như thế này, tôi là cũng là một khán giả rất hay xem chương trình này. Mỗi lần sau khi ăn cơm cùng gia đình là hai vợ chồng tôi là hay nằm trước tivi và rất hay xem chương trình này và cùng đoán. Và thường là tôi thua vợ tôi. Sao Ly định nói gì? Em cũng rất thích xem chương trình này ạ. Ly nghĩ rằng là chương trình này đem lại một cái tinh thần cho mình rất là tốt. Đúng rồi. Thế còn Trí Nhân thì sao? Bạn thấy phần này của chúng ta thế nào? Có thể là do em là điều điểm, em thấy khá là phấn khích với các phần này. Xin cảm ơn quý vị với chàng vỗ tay vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình đuổi hình bắt chữ. Theo Minh Tiệp thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái gì? Thật ra thì chương trình từ hôm nãy giờ tôi thấy rất là hay, không khí rất là tuyệt vời. Và điều đặc biệt hơn nữa là một trong những cái nhân tố mà làm cho không khí tuyệt vời đấy là do Khánh Ly đứng bên cạnh tôi và cũng như cạnh Trí Nhân mà lại đối diện Xuân Bắc. Đúng rồi. Cho nên không còn gì bằng là Khánh Ly tặng cho chúng ta một bài hát. Chưa nói rằng Khánh Ly là hát rất hay và tôi đã rất là hâm mộ Khánh Ly. Khán giả có đồng ý thế không ạ? Có nên không ạ? Tôi nghĩ là nên. Nên. Trí Nhân thế nào? Nên là nên. Đấy, quý vị khán giả vỗ tay rồi, chúng ta bảo nên rồi nhưng mà còn khổ chủ cơ, xem họ thế nào. Khổ chủ thế nào? Ly quá vinh dự. Và sau đây Khánh Ly muốn gửi tới quý vị khán giả một ca khúc về Hà Nội. Đó là ca khúc Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh. Bài ca Hà Nội lại hát trên sân khấu của đội hình bắt chữ.
còn gì bằng nữa. Một tràng vỗ tay thật lớn. Vâng ạ, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Bài ca Hà Nội, một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Vũ Thanh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ là lúc chúng ta đến với vòng tiếp theo. Luật chơi tôi cũng đã nói rồi. Các bạn sẵn sàng chưa? Đừng bỏ phí câu nào. Các bạn được quyền nhấn chuông trả lời liên tục. Chuẩn bị, bắt đầu. Mời chị Nhân. Kiến thức ạ. Kiến thức, đáp án chính xác, kiến thức. Kiến thức, mình những hiểu biết của con người về bản thân và thế giới xung quanh. Chúc mừng chị Nhân với 500.000 đồng tiền thưởng. Mở. Em nhấn chuông để mở. Khi mở xong bạn sẽ có 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Điểm 9 ạ. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 2. Ai sẽ là người giành tiền thưởng? Xin mời Minh Tiệp. Đúng nhân rồi. Cách. Gì ạ? Nhân cách. Nhìn thế này thì ai cũng nghĩ là nhân cách. Nhưng tôi phải nói thật với bạn Tiệp là nhân cách. Đáp án hoàn toàn đúng. Tư cách và phẩm chất của con người. Nói chung, nhân cách. Mời bạn. Sao? Nhận điểm chứ sao nữa, nghe tinh tinh nghe. Mời bạn mở chi tiết. Nhấn chuông để mở. Tôi không có câu trả lời.
Miếng ghép thứ 3. Xin mời Khánh Ly. Đốt lửa trại. Chưa chính xác. Các bạn được quyền trả lời liên tục, đừng ngại gì cả. Cái gì nó đang làm gì? Cái gì kia, cái gì ở chỗ này nào? Nến. Cái gì bạn xin nhấn? Cái nến. Cây nến. Rồi, nó đang làm gì? Khi bạn cầm cái que, bạn cứ thế này, tức là bạn đang hành động đấy là... Không phải. Xin mời Minh Tiệp. Tác động. Chưa chính xác. Tiếp tục. Em nghĩ là nến đánh lửa. Thế bây giờ Khánh Ly có biết cái nến đánh lửa là cái gì không? Em thì nghĩ là có một cái nến mà đang đánh vào cái đống lửa thì em đoán vậy thôi chứ em cũng chưa hình dung nến ra. Nến sao đánh được lửa nhỉ? Đây, để tôi giải thích. Đầu tiên là tôi phải nói rằng đáp án nến đánh lửa là chính xác đã. Một tràng vỗ tay đã. Thế vì sao lại nến đánh lửa? Nến đánh đây lửa. Này, ở cái đầu của cái buji nó có một cái điểm phía trên và một điểm phía dưới cách nhau gần này. À rồi. Đó chính gọi là nến đánh lửa. Đây cho là một từ. Đấy, Khánh Ly. Khánh Ly hồi nhỏ có tham gia cùng với bố sửa xe máy không? Có ạ. Ở đấy biết ngay như thế. Và chuyên làm hỏng xe máy để đúng. Bố phải sửa. Đấy. Có kinh nghiệm có khác, trả lời đúng ngay. Nhưng mà Ly cũng kể cho tôi là ngày xưa lúc mà nhà Ly mất điện là Ly kiểm tra xăng xem còn xăng không là bật lửa, ngó bình xăng không? Khánh Ly, bạn trả lời chính xác, mời bạn nhận 500.000 đồng tiền thưởng. Mở chi tiết. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Miếng ghép thứ 4. 500.000 đồng thuộc về ai? Mời trí nhân. Xếp cánh. Chưa chính xác. Dùng từ khác đi. Xin mời, xin mời. Vâng, xin mời Khánh Ly. Ghép cánh á? Không phải. Xin mời trí nhân. Chắp cánh á? Chắp cánh tạo điều kiện tốt nhất giúp ai đó đạt tới thành công hay đỉnh cao trong sự nghiệp. Chuẩn, chắp cánh. Chắp cánh, đáp án chính xác. Chúc mừng. Mở. Năm. Bốn. Đồng hồ đã điểm. Đồng hồ gì ạ? Đã điểm. Đồng hồ đã điểm. Vỗ tay. Bộ phận thư ký ghi vào để lần sau chúng ta thêm câu mới. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 5. Mời các bạn. Đúng kiểu là mọi người nói về anh Minh Tiệp đây này. Xin mời. Đa tình. Đúng rồi. Tự anh ấy nhận nhá, không phải tôi nhá. Chính những cái mà mọi người nói về Minh Tiệp nhấn chung. Đa tình. Đa tình, cảm ơn anh đã hỗ trợ tôi cái việc này. Chứ tôi không nói ra. Chuẩn luôn được gì nữa. Anh đứng thẳng thắn nên anh nhận sự thật về mình đi. Tôi ghi nhận. Đúng rồi. Đa tình. Mời bạn nhận 500.000 đồng. Ok, mở. Ba. Hai. Bấp bênh. Chưa chính xác. Tiếp tục. Miếng ghép thứ 6. Nhanh nào các bạn. Tôi kéo. Đâu kéo đâu. Đấy, đằng sau kìa. Đáp án anh đưa ra là? Tàu kéo, nhìn thấy biết luôn. Tàu kéo, đáp án chính xác, đó là tàu kéo. Chúc mừng anh. Năm, bốn, ba, hai. Giờ không ổn định. Chỉ có đầu óc không ổn định. Điện thế không ổn định thôi. Làm gì có giờ không ổn định. Bây giờ sẽ là miếng ghép thứ 7. Bạn Ly nhá. Ai không ai trả lời được miếng ghép nhỏ mới có quyền. Mời trí nhân. Mạng lưới.
chưa chính xác. Được quyền trả lời liên tục. Xin mời chị Nhân. Điện lưới. Không phải. Xin mời. Lưới điện. Đáp án đúng, lưới điện. Rất thông minh, rất nhanh, xin chúc mừng. 500.000 đồng. Lưới điện là một bộ phận của hệ thống điện làm nhiệm vụ tải điện và các nguồn điện tới các thiết bị dùng điện. Mở chi tiết. 5. Đồng hồ tính điểm. Đồng hồ tính điểm. Một tràng vỗ tay cho Chí Nhân. Vẫn chưa chính xác. Em trả lời táo bạo thế là được rồi. Anh đừng lừa em nhé. Miếng ép thứ 8. Tập trung. Mời bạn Khánh Ly. Nước hoa. Chưa chính xác. Hơi khó một chút. Cái này nó vừa từ cổ. Mắt hoa. Không đúng. Nụ hoa. Có nghe tôi gợi ý không? Có. Có, tôi biết. Rồi, xin mời. Một cây này là một cây. Không không, biết thì phải nhấn chuông trả lời, nếu không người khác trả lời này, xin mời bạn. Mai Chiếu Thủy. Mai Chiếu Thủy đáp án chính xác, đó là Mai Chiếu Thủy. Yes. Mai Chiếu Thủy đáp án chính xác. Mời Minh Tiệp. Mở. 4 3 2 1 Hết giờ. Bây giờ chỉ còn một cơ hội duy nhất cho một người duy nhất. Các bạn nhìn thấy cái gì nào? Tưởng tượng lại. Hai cái đồng hồ. 9 điểm, 4 điểm, một hộp bút chì, 3 quyển sách. Ừ, đúng rồi, rất chi tiết. Được đấy. Cái đồng hồ thì thường chúng ta nói đến đồng hồ là nói đến gì? Giờ. Giờ. Ok. Ở dưới là điểm mấy? 4. Điểm thấp. Đúng rồi, ở trên là điểm? Điểm cao. Ý nhân có vẻ giờ biết. Cao điểm. Ô, cái gì đấy? Giờ cao điểm. Gì? Giờ cao điểm. Giờ cao điểm. Cứ biết thế đã, chưa biết. Khẳng định giờ cao điểm. Ờ, bây giờ kệ bạn. Tôi ấn giờ cao điểm. Ừ, bạn kệ bạn. Phải đoán. Nhưng bây giờ phải đoán xong miếng cái thứ 9 cơ, ông ạ. À, cái gì, tự nhiên lại ngứa cổ. Nếu mà em đoán đúng thì em cảm ơn anh. Hả? Hay quá, sao mà mặt đần thối ra thế? Đúng rồi, giờ cao điểm mà. Tôi kệ bạn mà tôi không biết. Còn mở một ô ghép nữa. Đáp án tôi ở đây phải mở miếng ghép thứ 9 đã. Thôi, tôi lại béo cho hai ông bà này. Tí nữa miếng kia là ông bà này là đoán đương nhiên thôi, sao? Tất cả chúng ta tập trung vào lẩu. Đúng rồi. Đây là cơ hội để các bạn đưa ra đáp án. Vừa rồi anh Minh Tiệp đưa ra một đáp án. Tất cả đều cười, đều vỗ tay nhưng chả biết đúng hay sai. Tôi không có quyền nói ở đây. Nào. Miếng ghép thứ 9 bắt đầu. Ai có đáp án thì cứ đưa ra nhấn chuông. Mời Khánh Ly. Hút gió. Chưa chính xác. Tiếp tục. Cái gì kia? Nhấn chuông, xin mời chị Nhân. Máy hút chân không. Chính xác. Khánh Ly góp phần không nhỏ vào việc gợi ý cho Chí Nhân. Quá phí giờ. Máy hút chân không. Chúc mừng Chí Nhân. Và mời bạn trả lời. Quà của anh Tiệp. Mời bạn hưởng 3 triệu của anh Tiệp. Ấy đừng đùa. Chả biết thế nào. Vẫn ở đây mà sao Tiệp lại nói ra khẳng định. Mời bạn. 5 4 Ghép lớn ở đây là giờ cao điểm. Giờ cao điểm. Chính xác. Chúc mừng bạn. Chúc mừng đầy nỗi tiếc. Ờ thì chính xác. Chúc mừng bạn. Đương nhiên bạn nhận thêm cho mình 3 triệu đồng tiền thưởng. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chúc mừng Chí Nhân. Minh Tiệp và Khánh Ly, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay các bạn đã đem lại một không khí chơi rất vui. Thực sự đúng là một chương trình đặc biệt. Cảm ơn Khánh Ly đã gửi tới một ca khúc rất tuyệt vời. Cảm ơn Minh Tiệp, bạn chính là ngòi nổ cho mọi tiếng cười trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ là lúc chúng ta phải chia tay nhau. Hai bạn sẽ ra về với số tiền các bạn giành được cộng với quà của chương trình. Xin mời.
xin gửi tặng em. Cảm ơn anh. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe, vâng, thành công và xinh đẹp. Xin gửi bạn. Rồi. Xin chúc mừng. Cảm ơn. Vâng, xin chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất và hãy cố gắng trong bất kỳ chương trình nào hãy giữ đúng với một tinh thần của Minh Tiệp mà anh em bạn bè yêu mến. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 4 của đuổi hình bắt chữ. Và người sẽ đến với phần 4 có cơ hội giành được số tiền thưởng rất cao và một chuyến du lịch, đó chính là Chí Nhân. Hãy dành cho Chí Nhân một tràng vỗ tay. Bạn phải nói là chơi là rất điềm đạm. Có anh Minh Tiệp anh xuống rồi, bây giờ tôi mới nói xấu. Đó. Chính ra là cái tinh nghịch đấy là phải ở tuổi của bạn. Còn cái điềm đạm đấy phải tuổi của anh Minh Tiệp, nó cứ đào cháo ngược với nhau. Nhiều khi là do số tuổi á, độ tuổi, ví dụ như em đang ở tuổi thích điềm đạm, anh ấy đang điềm đạm nhiều rồi, vậy anh lại thích kiểu lớn tơn trẻ con. Theo bạn thì ở tuổi tôi đang thích anh thì lúc nào cũng lớn tơn trẻ con rồi. Thế tôi hiểu với bạn rồi. Thế này thì cái chuyện gợi ý với không gợi ý nó cũng hơi khó đấy. Nó liên quan đến cảm xúc ấy mà. Nhưng mà cái lớn tơn trẻ con liên quan đến công việc. Vì anh nhờ vì thế nên bây giờ tất cả các bạn trẻ ở Việt Nam hỏi không bạn nào là không biết anh Xuân Bắc là ai. Theo bạn là điều đấy có tốt không? Cực tốt. Thế được rồi. Thế cả nó lại liên quan đến vấn đề gợi ý, gợi ý. Nào, để tôi nói về luật. 15 miếng ghép được đánh số từ 1 đến 15. Được chia thành 5 tầng. Bố trí theo kiểu kim tự tháp. Bạn muốn lên được tầng 2 phải trả lời một câu ở tầng 1. Lên tầng 3 trả lời một câu ở tầng 2. Và bây giờ chúng ta cùng xem số điểm tương ứng với mỗi tầng. Tầng 1 sẽ là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu và 30 triệu đồng. Tương ứng dần dần lên đến tầng 5. Số tiền thưởng rất cao. Quan trọng nữa, Chí Nhân ạ, ô số 11 tuyệt vời đây này. Sẽ là một chuyến du lịch được cung cấp bởi một trong số những đơn vị cung cấp du lịch hàng đầu Việt Nam, đó là Vietjet Tour. Phần quà tuần này là chuyến du lịch đến Singapore 4 ngày trị giá 13 triệu 700 nghìn đồng. Theo hành trình, bạn sẽ có thời gian khám phá đảo Sentosa, tổ hợp giải trí hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương, cuốn hút với công viên Universal Studios, sở hữu 7 khu phim theo chủ đề, thủy cung lớn nhất thế giới trưng bày 100.000 sinh vật biển, hay chiêm ngưỡng 1800 cây năng lượng mặt trời cao 50m trong khu vườn nhân tạo, và thưởng thức đại tiệc âm thanh ánh sáng tại vịnh Marina khi đêm về. Ngoài ra, khu phố mua sắm nổi tiếng Ocha hội tụ đủ các thương hiệu thời trang hàng đầu sẽ mang đến niềm vui bất tận cho hàng triệu tín đồ khi đến đây. Vietjet Tour hy vọng được đồng hành cùng bạn. Bình tĩnh, bạn có 60 giây. Trôi qua rất nhanh, nhưng nếu bạn bình tĩnh thì 60 giây hoàn toàn có thể giúp cho bạn chiến thắng. Thưa quý vị, hãy dành một tràng vỗ tay để Chí Nhân bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, chúng ta bắt đầu. Số 3. Bình tĩnh, chúng tôi chưa ra hết dữ kiện. Đây là gì? Bỏ qua. Số 5 ạ. Số 5. Gì đây? Bôi bẩn. Chưa chính xác. Hãy nhìn xem, tức là những cái người mà trong cuộc sống mà nhiều khi mà thiếu may mắn một chút. Số nhỏ. Số nhỏ, chính xác, đó là số nhỏ. Vâng, xin mời bạn lên tầng 2. Số 6 ạ. Số 6, đây là gì? Mở mắt ạ. Mở mắt, đáp án chính xác. Cố gắng lên nào. Số 11, chuyến du lịch Singapore của bạn đây. Đây là gì? Thuyền vào biển. Không phải thuyền vào biển, đây là khu, nó có một cái khu mà có này đồ chơi này rồi thì các thứ này này. Mà này, ba tư. Công viên nước. Công viên nước, chính xác, công viên nước, chúc mừng. Lên tiếp tục, lên tầng 3, tầng 4. Wow, xin chúc mừng, yeah. Cảm ơn thầy. Xin chúc mừng, bắt tay cái nữa đây. Đây, tôi đang gai hết cả người này, chúc mừng bạn. Nó là công viên nước. Bạn đã đi công viên nước bao giờ chưa? Đã có rồi ạ. Đợt này bạn sẽ được đi công viên nước nữa. Bạn sẽ được đi công viên nước tại một trong những công viên nước hàng đầu thế giới. Tại Singapore cơ. Chắc chắn rồi, bạn sẽ nhận được một chuyến du lịch Singapore.
và được cung cấp bởi một đơn vị hàng đầu về du lịch, đó là Vietchan Tour. Nào bây giờ chúng ta cùng xem kết thúc chương trình bạn nhận được số tiền thưởng là bao nhiêu. 9.500.000 đồng. Yeah. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng chúc mừng cho người chơi, người đã giành số tiền thưởng rất cao và cùng với chuyến du lịch tại Singapore trong 4 ngày. Chúng ta cùng chúc mừng Chí Nhân. Và bây giờ mời bạn nhận phần thưởng của chương trình. Đầu tiên là tôi muốn trao cho bạn Vietchan Tour, sự lựa chọn tin cậy, đảo Quốc Xanh trị giá 13.700.000. Và đây là quà của chương trình gửi tặng bạn. Vâng. Bắt tay được không? Vâng, xin chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, đẹp dai, thành công, có những vai diễn để mọi người thêm yêu mến. Và trước mắt là chúc bạn sẽ có chuyến du lịch Singapore thật ấn tượng. Vâng, cảm ơn anh bác ạ. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.